A Di Đà Phật, thầy kính chào các vị Bồ Tát hiện hữu. Nam mô thường lắng nghe Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay thầy trò chúng ta có duyên được gặp nhau một lần nữa tại chùa Quyền Trang. Nhắc lại sự tích chùa Quyền Trang ấy, được xem như là dấu chân của một bậc danh sư từ Trung Hoa sang Tây Vức để thỉnh kinh, đã lập nên một câu chuyện Tây Du Ký. Hôm nay thầy đến với đạo tràng, thầy chia sẻ với đại chúng cái phương pháp về Tây Phương, hay nói đúng hơn là mục đích về Tây. Ngài Quyền Trang về Tây Phương làm chuyện gì, thì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về vấn đề của mình trong đạo tràng niệm Phật để chúng ta tìm về Tây Phương. Chúc đại chúng sớm về tới Tây Phương của mình. Phật tử có khỏe không? Khỏe mới đi nổi. Hồi sáng ngủ có ngon không? Người ta hồi tối ngủ ngon chứ hồi sáng mà còn ngủ ngon nữa là giờ này chưa dậy. Thấy không, bị gạt. Mai mốt trên lộ trình đi đừng có để người ta gạt dậy biết không? Người ta hỏi hồi sáng ngủ thì biết là hồi sáng ngủ không có ngon thì mới đúng. Tại hồi tối ngủ ngon sáng đâu có ngủ nữa. Rồi, Ngài Quyền Trang mà đi tới Tây Phước là phải trải qua 81 cái nạn. Quý vị thấy không? Mà thầy thường nhắc cái nạn cuối cùng là Ngài đang bay ở trên hư không á, Ngài thỉnh được kinh rồi, Ngài bay trên hư không quay trở về Tây Trúc rồi, là bởi vì lúc này Cân Đẩu Vân mà đi chứ không có đi dưới đất nữa. Nhưng mà Đức Phật hỏi Quan Âm Bồ Tát là thầy trò Đường Tăng đã hết nạn chưa? Quan Âm ngồi bấm tay, thấy mới có 80 nạn à, còn một nạn nữa là con rùa mù á, nó đưa thầy trò Đường Tăng đi qua Tây Phước, nó chỉ nhờ hỏi một câu thôi, chừng nào nó đắc đạo. Thầy trò Đường Tăng qua bên đó quên hỏi, dẫn đến quay trở về rớt xuống ngay con rùa. Con rùa cũng ung dung chở thầy trò Đường Tăng qua, bây giờ vẫn ung dung đón tiếp chở trở lại. Nhưng mà đến giữa sông nó mới hỏi, lúc tôi đưa các ngài đi, tôi có hỏi các ngài giúp tôi, hỏi Đức Phật coi tôi tu hơn 1000 năm rồi, chừng nào tôi đắc đạo. Thầy trò Đường Tăng lay quay trả lời không được, thì con rùa nó lặn xuống thôi. Như vậy thì dầu rằng tu có 1000 năm đi nữa, nhưng mà chưa hết nghiệp thì vẫn phải trôi lăn trong biển khổ sanh tử. Cho biết rằng là kinh sách mà thầy trò Đường Tăng thỉnh về đó là bị mất, bị thiếu, bị rách, bị phơi trên đá đó, gỡ ra hiếu, ai muốn đọc kinh cho đủ đi qua bên đó lục trên đá còn dính chữ nào đọc nữa. Vậy thì câu chuyện đó cho chúng ta một suy nghĩ như thế nào về lộ trình về Tây của chính mình. Nhắc lại, trước đây thầy có nói Tây Phương. Phật tử, thầy hỏi tới đâu quý vị trả lời tới đó giùm thầy nha. Một ngày có bao nhiêu giờ? 24 giờ. Vì sao có 24 giờ? Vì sao? Vì có ngày và đêm. Tại sao có ngày và đêm? Lại trả lời, tại có đêm và ngày. Chết rồi. Tại sao có ngày và đêm? Tại vì trái đất nó quay quanh trục của nó, cho nên chúng ta quay. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị là mặt trời đi nha. Là quay như vậy nè, là chúng ta sáng. Quay như vậy gọi là trưa. Quay như vậy là chiều. Quay tới đây gọi là tối. Có nghĩa là
sáng trưa chiều tối là trái đất quay quanh trục của nó 24 giờ, đúng không quý Phật tử? Đúng không? Đúng. Quý Phật tử đang ngồi yên, trái đất vẫn quay vì quý vị là mặt trời. Quý vị vẫn ngồi yên, trái đất vẫn quay. Sáng mình quay qua mình thấy mặt trời, mình nói là sáng mặt trời mọc. Vậy là mặt trời mọc hay mình mọc? Mình mọc hay mặt trời mọc? Bởi vì tôi nói về tới Tây Phương không được là lý do trả lời sai. Mình mọc hay mặt trời mọc? Mình mọc chứ. Mình ở trên cái quả địa cầu này nè, mình quay qua mình trời, chứ còn mặt trời đứng yên mà. Đúng không quý vị? Rồi vậy là về tới rồi đó. Rồi bắt đầu trái đất nó quay, cái mình không thấy mặt trời nữa, cái mình lặng hay mặt trời lặng? Mình lặng. Vậy mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời 365 ngày, đúng không? Đúng. Cho tràng pháo tay nữa. Như vậy thì mình mới hiểu rằng là Tây Phương ở chỗ nào. Tây Phương ở chỗ mặt trời lặn, mặt trời mọc. Mặt trời mọc là phương Đông, mặt trời lặn là phương Tây. Mà hồi nãy giờ thầy nói trái đất nó quay quanh mặt trời, thì mặt trời có lặn có mọc không? Không. Cho một tràng pháo tay nữa. Quý vị cùng nói với thầy. Đức Phật dạy, ta đi tu tìm Phật tánh của ta. Đức Phật dùng phương tiện, ta không có nói lời nào. Đức Phật có nói lời nào không? Không. Đức Phật chỉ dùng phương tiện thôi, không có đứa nào nó biết giống Thiện Xuân hết trơn á. Cho nên ta mới nói phương Đông có Đức Phật Dược Sư đấy, bảy Phật Dược Sư đang ngồi. Phương Tây có Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Thầy chỉ trước mặt đây là phương Đông có Đức Phật Dược Sư, thầy chỉ ra phía sau phương Tây có Đức Phật A Di Đà. Chứ còn quý vị ngồi dưới nhìn lên là phương Đông phương Tây có một chỗ, đúng không? Như vậy có Đông có Tây gì không? Không. Quý vị lại một phát là Đông Tây lại hết. Thấy không? Mười phương chư Phật quý vị đồng lại một lại. Như vậy quý vị cùng niệm với thầy A-di-đà-phật là con niệm mười phương Phật chắc chắn về Tây. Hiểu cái chữ Tây ở đâu chưa? Cái chữ Tây đó là ở nơi tự tâm của mình. Bây giờ mình tìm con đường về Tây Phương là mình tìm con đường về tâm của mình. Ai không hiểu như vậy là không hiểu lời Phật dạy. Đồng ý không Phật tử? Nghe. Rồi quý vị nói lớn giùm thầy. Ai không nói thầy không đưa về Tây Phương. Quý vị nói lớn theo thầy nha. Tâm tịnh, quốc độ tịnh. Mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Mình niệm Phật, Phật niệm mình. Mình niệm quỷ, quỷ niệm mình. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Cái này nó gọi là tương ưng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình đồng với nhau, cho nên mình nghĩ tới Phật thì Phật nghĩ tới mình. Mình thương Phật thì Phật thương mình. Còn mình toàn làm ba cái chuyện ma mà mình biểu Phật thương mình sao được. Bây giờ mình niệm Phật nhưng mà mình không hiểu lời Đức Phật dạy, là mình niệm đúng hay niệm sai quý vị? Đúng hay sai? Quý vị cùng nói. Người mê tín, không hiểu, đòi sanh Tây Phương, chỉ sanh được Tây Ninh. Chứ làm sao? Chứ không hiểu rồi sanh Tây Phương sao tới được. Phương. Máy này nó ganh tị tôi. Sao tôi nói quá trời lớn mà nó nói nhỏ quá. Tây Phương là ở chỗ nào? Tây Phương chính là cái chân tâm, chính là cái chỗ thanh tịnh của mình. Thầy nói cho cái đạo tràng này nghe mà thầy nghe cái tiếng thầy nó ở đằng hàng xóm không à.
chết luôn. Máy ngay chỗ này nó gỡ hay sao? Bây giờ quý vị suy nghĩ là bây giờ nếu như mà mình muốn vãng sanh về Tây Phương thì mình hỏi Tây Phương ở đâu? Tây Phương ngay chỗ cái lòng của mình. Vậy thì Đức Phật ở đâu? Đức Phật ngay chỗ tâm của mình. Mình đọc lại cái câu của Ngài Nguyễn Du nè, của cụ Nguyễn Du nói như thế nào? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt. Thấy không, trời nào cũng rảnh thế. Làm người có thân, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao, mới được phần thanh cao. Cái đó gọi là tử vi đó quý vị. Cái đó gọi là nhân quả đó. Đó gọi là số phận. Cho nên ở đời người ta mới nói là mỗi người có cái số. Mà mình đi theo Phật giáo mà mình nói mình có cái số là đúng hay sai quý vị? Cho một tràng pháo tay. Sai. Quý vị cùng nói với thầy: ai đổ thừa số mệnh, không phải đệ tử Phật, tu sai rồi. Vỗ tay cho mấy đứa tu sai. Tu đông lắm đó. Cái nhóm mà tu đổ thừa nó đông lắm. Nó đổ thừa cho số phận, nó đổ thừa cho cái gì đó không biết. Cho nên nó có cái bài hát là tài anh đó nên duyên mình dở dang. Không có phải tại ai hết trơn á. Bây giờ mình xấu là tại mình hay tại ai? Vậy thì quý vị suy nghĩ là mình sanh Tây Phương mình xấu hay đẹp? Đẹp. Quý vị cùng nói: muốn sanh Tây Phương phải đẹp. Ai xấu ở lại ta bà. À, ai xấu ở lại đi, đâu về trên chi? Ở lại Tây Ninh. Như vậy bây giờ mình hỏi nè, xấu có phải là xấu cái tướng hay là xấu cái tâm? À, hồi nãy không có ai phản đối hết á. Quý vị cùng nói với thầy: xấu tướng mà tốt tâm đều sanh Tây Phương. Tốt tướng mà xấu tâm sanh Tây Ninh. Cho nên Đức Phật gọi là Phật dụng lòng, chứ Phật không có dụng vật. Bây giờ mà mình đem mâm cao cổ đầy mình cúng Phật, nhưng mà cái tâm mình xấu, Phật có rước không? Không. Cho nên cái người tu á, mà nói là làm cái chùa cho thật là đẹp, trong chùa là cúng dường cho thật là sang trọng, nhưng mà bước vô đó cái tâm của những người trong đó không có tốt, thì xin thưa, đó không phải là cực lạc. Đồng ý không quý vị? Như vậy thì con đường mà thầy trò đường tăng đi qua Tây Phước tỉnh kinh, đó là ví dụ hay là thiệt? Ví dụ hay thiệt? Ví dụ. Trời đất ơi, ví dụ chứ sao thiệt? Cái đó là Đức Phật dùng cái thí dụ. Cho nên ông viết cái tác phẩm đó, Ngô Thừa Ân. Rồi, cảm ơn, cho một tràng pháo tay ai nhắc Ngô Thừa Ân. Ông Ngô Thừa Ân, ông viết cái tác phẩm này, ông dựa trên duy thức học. Cho nên Tề Thiên có không? Có không? Không. Mà giờ ở đây làm Tề Thiên mới chịu nổi không? Có nghĩa là ta làm để ta biết rằng cái đó là cái tâm viên ý mã. Quý vị cùng nói với thầy: Tề Thiên là tâm viên ý mã, tâm vọng động ý tùm lum. Thì bắt cái tâm với cái ý đó nó đi thỉnh kinh. Mình cởi trên con ngựa của mình, còn mình bắt con khỉ nó dẫn đường mình đi thỉnh kinh. Cho nên bây giờ sao? Mình nhiếp tâm, nhiếp ý. Mình niệm Phật, mình tu hành, mình cầu Tây Phương. Thì cho nên mình bắt con khỉ với con ngựa
là Tiểu Bạch Long á dẫn cái thầy trò Đường Tăng đi Tây Phương, hiểu không quý vị? Hiểu không? Ở ai không hiểu cái chỗ đó là thầy cũng không biết giảng sao nữa. Bởi vì mỗi khi mà cái tâm thầy vọng, thầy nói là muốn đi Tây Phương hay đi Tây Ninh, thầy hỏi bản thân mình nè. Rồi quý vị cùng niệm với thầy, thầy niệm một câu, quý vị niệm một câu nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lớn hơn nữa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lớn chút nữa coi sao. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Này đi tới Trảng Bàng nè, chứ chưa tới Tây Ninh nữa. Quý vị mà vô cái đạo tràng niệm Phật á, rồi quý vị thấy họ niệm ghê lắm. Có nghĩa là cái người niệm Phật đó là người ta dốc lòng, người ta tha thiết, người ta niệm mà cảm thấy là người ta niệm mà chưa có đến cái đỉnh, cái ngưỡng á, là người ta cảm thấy là lòng của người ta nó chưa có tha thiết, và gần như lửa đó nó chưa có cháy được. Thầy nghĩ là niệm Phật cũng như là xe cây lấy lửa vậy quý vị. Mà quý vị xe mà không có ngưng luôn á. Xe cứ nào. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm mà cho đến lúc mình làm y như là mình xe cây mà nó sắp tới lửa rồi đó. Không có ngưng. Niệm vậy ta gọi là ba la mật, nghĩa là trên cái lộ trình mình bất thối chuyển mình đi mới tới. Còn đằng này mình niệm mà mình niệm nó lơ tơ mơ, mình niệm nó nhẹ nhàng quá thì gần như là con đường đi đến Tây Phương khó lắm luôn. Thầy trò Đường Tăng mà bị ma nó bắt hết lần này tới lần nọ lần kia, gọi là thập tử nhất sinh. Mà cái người đi tu á mà đụng chuyện một cái là bỏ tu. Đạo tràng này đáng ra là đông dữ lắm nè, nhưng mà đụng chuyện là quay lại hết rồi. Quý vị cùng nói với thầy cái việc này để tụi mình nhớ nè. Muốn về Tây Phương, muốn về chân tâm, phải bất thối chuyển, chỉ tiến lên mà không quay lại. Quý vị làm được không? Được, cho tràng pháo tay thật lớn thật dài. Thầy nhớ một cái câu chuyện là ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc, ông bố thí mà cho đến ông còn ăn một cái bát cháo thiêu á. Nhưng mà trong cái lời nguyện của ông á, nếu ông còn một miếng ăn mà ông thấy bất cứ một vị khất sĩ, một vị tỳ kheo nào đi ngang, ông vẫn chia nửa phần ăn của ông. Cho đến ông ăn còn một cái bát cháo thiêu, có nghĩa là tài sản của cải ông không còn cái gì hết á, chỉ còn một bát cháo thiêu thôi đó. Mà ông thấy một vị tỳ kheo đi ngang qua, ông xớt nửa cái bát cháo thiêu đó cúng dường vị tỳ kheo. Thế thì trong một câu chuyện là có một vị A-la-hán, nhưng mà cái nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp, cái vị A-la-hán đó trong quá khứ có nuôi một con chó. Có nghĩa là nhiều kiếp sâu xa về trước, cái vị A-la-hán này có nuôi một con chó. Nhưng vì ông đi xa mà ông quên, ông khóa cửa lại, cho nên con chó ở trong nhà không đi đâu được, cho nên nó đói nó chết. Cái nghiệp của ông trước khi đắc A-la-hán quả phải bị đói khát hành hạ vầy vò mà chết. Ngài cấp cô độc có thần thông, cho nên thấy cái vị A-la-hán này đang đói khát và khởi cái niệm là không có ai cúng dường hết. Chư thiên biết mà chư thiên thấy cái nghiệp của ông, chư thiên cũng không đến cúng dường được. Vì cái nghiệp của ông nó biến thành một cái vòng lửa y như địa ngục vậy đó. Chư thiên cũng không có khả năng thần thông đi qua cái địa ngục đó. Địa ngục đó là do nghiệp của ông. Thế thì ngài cấp cô độc mới bưng cái chén cơm hay chén cháo gì đó, ông bưng cái tô mà lúc đó tôi không có nhảy vô tôi coi được. Ông bưng, ông đi tới gần tới vị tỳ kheo đó là nguyên một cái hầm lửa y như địa ngục, và nó hiện ra lửa cháy phừng phực. Ông mới nguyện thế này: vì cái đại nguyện cúng dường chư tăng thì vị này đang đói, thì cái đại nguyện của con dầu xuống địa ngục con phải cúng dường cho bằng được vị này.
Cho nên ngài bưng cái chén đó, ngài nhắm mắt, ngài bước lên cái vần lửa đó đó, thì ngài bước tới đâu là hoa sen đỡ chân ngài tới đó. Và sau khi ngài đi tới cái vị tỳ kheo rồi thì ngài mở mắt ra và ngài dâng lên cúng dường. Vị tỳ kheo vừa đưa lên tới miệng là nhập niết bàn chứ chưa ăn được. Nhớ nghe quý vị, nghiệp chướng là phải trả, dầu rằng A La Hán vẫn phải trả. Quý vị cùng nói với thầy, ai niệm Phật mà bị bệnh tim là biết trong đời quá khứ hay hiện tại có ăn tim chúng sinh, coi chừng cái tim mình bị nó nhai lại. Hiểu không? Bây giờ ai mà tu hành mà chưa có cố gắng mà ăn chay mà niệm Phật á, thì phải chấp nhận thôi. Mình tu thì tu, nhưng bệnh tật nó đến với mình là mình phải chấp nhận, đúng không quý vị? Hay mình có than trời trách đất gì không? Không. Mình biết là tất cả những nghiệp quả mà mình đã gây tạo thì bây giờ nó phải báo ứng thôi. Dầu rằng cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài muốn thành Phật, ngài phải trả hết nghiệp của ngài. Cho nên cái người niệm Phật á, thường phải phóng sanh, thường phải bố thí, thường phải giúp đỡ mọi người, làm hết bao nhiêu công đức để chi vậy? Để hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là chuyển cái nghiệp của mình. Còn ai chưa chuyển hết cái nghiệp của mình thì phải vừa tu mà vừa trả cái nghiệp của mình. Đồng ý không đạo tràng? Như vậy, ý thứ nhất thầy đã nói, một là người muốn về Tây Phương thì người đó phải hiểu rằng phương Đông phương Tây giống như cái quả đất, nó quay quanh trục của nó. Người đứng trên quả đất thì thời Đức Phật hay bây giờ vẫn giống nhau. Ngày xưa Đức Phật vẫn ở trên quả địa cầu ở Ấn Độ. Ngài chỉ về phương Đông mặt trời mọc hay ngài chỉ về phương Tây mặt trời lặn, đó cũng chỉ là chúng sinh không có hiểu, cho nên không thể nói với nó khác được. Thì Đức Phật lại mượn cái phương hướng ở quả địa cầu, chứ không phải Đức Phật không hiểu. Nhưng mà Đức Phật nói là từ đây đi qua phương Tây cách 10 vạn ức na do tha cõi Phật. Không phải phương Tây là một cái phương mặt trời lặn. Bây giờ Phật tử mỗi lần mà hướng về mặt trời lặn mới lại, thì thật sự ra là thì cũng có cái hướng để mình lại, có cái phương tiện để mình hành, chứ còn không có đúng. Đông Tây gì cũng được hết á. Cho nên bây giờ mình nói là Đông Bình Tây Quả. Mình để cái bình bông này là phải phương Đông. Mình để cái dĩa quả là phải phương Tây. Rồi cái người này bắt bẻ người kia, nói cái kiểu đó đó nó cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà thôi, người ta thích bắt bẻ thì mình cứ làm cho người ta vui, chứ người ta bắt bẻ thì mình đừng có sửa lại. Đồng ý không quý vị? Cái chúng sinh này nó đặt điều ra để nó làm khổ cho nhau. Cái chúng sinh nó đặt điều ra để nó làm khổ cho nhau. Hả? Cái tượng nặng gần chết vậy nè, mà nó nói không phải, Quan Âm phải đứng bên tay trái Đức Phật A Di Đà. Tôi nói đứng trái đứng phải gì cũng được mà nhiều chuyện quá. Rồi có nhiều lúc mà đứng trái, nhiều lúc đứng phải, có gì đâu. Vậy đó mà nặng gần chết vậy mà cũng phải rinh cho sức tay gãi gọng vậy đó. Kỳ cục không? Đâu có cần thiết, đứng đâu cũng được hết á. Đúng không quý Phật tử? Đồng ý không nè? Không có cần thiết. Rồi bắt đầu mới lên hỏi là các cái tượng này nè, tượng nào để chỗ nào? Thầy nói chỗ nào cũng được hết á. Miễn quý vị có cái tâm cung kính là được, chứ không bắt buộc là cái tượng Phật mình phải để chỗ nào. Nhưng mà cái người hiểu á, là phải để Phật ở trên, Bồ Tát ở dưới. Chứ còn mình để Bồ Tát mà ngồi trên đầu Phật thì có nó kỳ. Đúng không quý Phật tử? Đồng ý không? Bây giờ mà thầy á, thầy ngồi ở dưới, quý Phật tử ngồi ở trên, có kỳ không? Nó kỳ mà nó hơi tổn phước nữa đó. Cho nên có khi thầy bước vô trong nhà, thầy thấy ai thờ mà để Bồ Tát ở trên, thầy cũng khuyên để vậy chưa đúng. Chứ không phải là thầy bài. Còn có người hỏi thầy, con để bình bông bên đó được không? Thầy nói chỗ nào cũng được hết con. Cái này sao con nghe người ta nói Đông Bình Tây Quả? Thầy nói thầy cũng có chỉ đó, nhưng mà thầy chỉ là chỉ theo truyền thống vậy thôi.
Giống như giờ thầy đi giảng kinh là Đức Phật dạy thì chư tổ truyền lại thì thầy dạy vậy thôi. Chứ thầy cũng khuyên Phật tử đừng có cố chấp. Phật tử đọc với thầy cái câu y kinh diễn nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, đồng ma thuyết. Có nghĩa là mình không có y như kinh, mà mình không có ly kinh. Có nghĩa là kinh điển thì mình không có nói sai, mình cũng không có đúng. Hồi nãy thầy có nghe vị thầy ở đây nói làm sao? Vị thầy ở đây nói là cái nào mà hở là kinh của Phật á, là mình là người Phật tử là mình được quyền tụng, đúng không? Vậy thôi. Chứ mình cũng không có nói đúng, không nói sai. Mình nói đúng nói sai thành thử ra là mình có đang bị kẹt vào vấn đề. Ủa, người đệ tử Phật mà tại sao kinh này tụng được mà kinh kia tụng không được? Tất cả các kinh đều tụng được hết. Từ đó mà nói là muốn về Tây Phương là về thẳng cái cõi lòng của mình nè. Mình có ông Phật nè, mình nhớ Phật là Phật nhớ mình, mình niệm Phật là Phật niệm mình. Vậy thì muốn về Tây Phương lẳng lâu hay nó mau là do mình hay là do Phật? Do mình. Vậy thì bây giờ thầy hỏi với Phật tử nè, mình xe cây lấy lửa, mình có lửa nhanh hay có lửa chậm là do mình hay do cái cây? Một tràng pháo tay, do mình. Cái này nó rõ ràng quá mà, đúng không quý vị? Mình xe cây lấy lửa mà lửa nó có sớm hay muộn là do bản thân mình biết cách xe cây hay không. Chứ đâu phải là cái người lớn tuổi xe cây lửa mới cháy nhanh, hay là đứa trẻ kia nó xe cây lửa mới cháy nhanh. Đâu có nói già hay trẻ, đâu có nói người đó là nam nữ hay là khúc giữa đâu. Vậy thì Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thì những người mà bán nam bán nữ có Phật tánh không quý vị? Có. Thì mắc mớ gì cứ nói nam nữ Phật tử, thì ta nói Phật tử thôi. Khỏi nói nam nữ, để cho mấy cái người ở chính giữa nó không có nhột. Kính thưa quý Phật tử, được không? Được, vậy được rồi. Đừng có nói là kính thưa quý nam nữ Phật tử, vậy là bỏ cái khúc giữa ở đâu? Lỡ ở trong đạo tràng này có người ở khúc giữa rồi, ổng lẽ bỏ đi ra. Tại thưa nam nữ thôi chứ đâu có thưa nó. Cho nên mình phải cảm thông. Mình thông cảm vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Ai tu cũng thành Phật được hết, chứ không có nói là một người nào đó tu mà không thành Phật được. Như vậy thì ta trở về Phật tánh của ta. Bây giờ quý vị cùng nói với thầy: mắt niệm Phật, mắt thành Phật, thấy đâu cũng là Phật. Cái người mà tu mà niệm Phật bằng con mắt đó là nó hạnh phúc dữ lắm luôn. Thấy ai cũng là Phật, là Bồ Tát. Thấy cái chỗ nào cũng là cõi Phật, chứ không có thấy địa ngục. Rồi, như vậy thì con mắt mà nó không biết tu thì nó nhìn chỗ nào nó cũng thấy địa ngục. Nó nhìn ai nó cũng thấy giống thằng ăn trộm. Lỡ mà nó mất cái gì đi là nó nhìn ai nó cũng nghi. Nó nhìn thầy nó nghi luôn. Biết thầy có chôm không? Có không quý vị? Nó mất đồ nó được quyền nghi. Cứ ai đi ngang đó là nó nghi đó, hoặc là ai có mặt trong đó nó nghi. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, người ta ở trong cái đạo tràng chúng ta nè, người ta lỡ người ta đánh mất một cái thẻ ngân hàng, mà trong cái thẻ đó nó có 50 tỷ. Thì quý vị nghĩ là tất cả những người trong đạo tràng này họ đành phải hỏi hết hay là bỏ người nào? Hỏi hết hay bỏ người nào? Hỏi hết. Ai cũng hỏi, trong đó thầy nó hỏi luôn. Có nghĩa là mà không có ai có hết thì lúc này nó nghi hết. Chứ đâu có bỏ ai đâu. Cho nên Đức Phật mới dạy vậy nè: khi tâm của mình á, mà khởi ra một niệm không tốt á, thì cái thế gian này nè nó không có tốt. Quý vị nói với thầy cái câu này để cho nó dễ nè: thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Một khi mà nó ghét ai rồi, nó ghét cái người đó, mà người đó đi vô cái chùa Huyền Trang này, nó ghét luôn cái chùa Huyền Trang. Nó ghét cái ông thầy trụ trì này, mà tất
cả chúng ta đi vô chùa này là nó ghét không còn người nào. Coi chừng là nó làm bể bánh xe, nó nói đáng đời cái tội vô chùa Huyền Trang. Như vậy thì có phải là nó thấy tất cả chúng ta đều là những người ác, những người xấu hết luôn không? Tại vì nó ghét ông thầy trụ trì. Mà nó ghét ông thầy trụ trì rồi ai vô này là nó ghét hết luôn. Nó hại được ai nó hại. Lý do đi vô chỗ đó chị. Từ cái chỗ đó đó mà khi tôi niệm Phật, tôi mới nghĩ là bây giờ này là tôi tu thiền, tôi tu tịnh độ, mật tông nhá, tôi trì chú, tôi tụng kinh, tôi giảng về di thức, tôi nghiên cứu mọi thứ, xong bây giờ tôi chọn tịnh độ để tôi niệm Phật vãng sanh. Và bản thân tôi hiểu rõ rằng là tôi niệm cho tôi chứ tôi không có niệm giùm quý vị được. Nhưng mà tôi trợ niệm cho quý vị. Giả sử như tôi với quý vị xe cây thì thấy nhiều người xe thì mình xe nó không có mệt, còn có mình xe thì nó mệt. Đúng không quý Phật tử? Xưa thầy học về nhân điện á, trường sinh học á, thì ai mà mỗi buổi sáng á, mà đưa cái tay ra cái thận của mình á, vừa niệm Phật vừa vuốt cái thận, quý vị chống cái tay ra phía sau đi, cái chỏ ngay chỗ nào là thận ngay chỗ đó, quý vị để xuống, cắm chỏ vô hông của mình đi. Quý vị cắm chỏ vô hông, cái chỏ chỗ nào là cái thận chỗ đó, đưa tay ra cái thận. Ngày xưa mấy cái bà mà bà cứ thường hay chống nạnh á, mà bà chống càng lâu chừng nào thì thận bà tốt chừng nấy, bà chửi dữ lắm luôn. Cho nên là quý vị đưa ra rồi vuốt. Mỗi ngày mà quý vị niệm Phật mà quý vị vuốt như vậy đó, quý vị vừa niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là thận rất là tốt. Mỗi ngày nhớ nghe, sáng niệm Phật để cho thận nó tốt. Vậy thì mình niệm Phật vừa cơ thể mình nó khỏe, mà mình vừa làm được những cái việc suốt ngày mình làm, y như là mình đang bơm cái năng lượng đó. Chúng ta có ba nguồn năng lượng quý vị. Năng lượng đầu tiên là năng lượng về cơ thể. Cơ thể mình nó khỏe thì nó hấp thu cái nguồn năng lượng của tự nhiên. Nó ăn được, ngủ được, sinh hoạt tốt. Và nguồn năng lượng thứ ba là nguồn năng lượng tâm linh. Mình có tin tưởng Phật, mình muốn sanh về Tây Phương, mình muốn chuyển hóa nghiệp duyên, thì cái nguồn năng lượng tâm linh nó phải lớn. Người ta nói tới mình là người ta thấy một cái nguồn năng lượng nó lớn dữ lắm. Cái con người này sao người ta tinh tấn, người ta tu dữ vậy. Tự nhiên họ gần gũi những người mà siêng năng tu, họ khoái tu. Còn họ gần gũi cái người mà bài về cái chuyện cờ bạc, rượu chè, hút chích, chơi bời, đám tiệc, tối ngày cứ nghĩ hết đám này tới đám kia. Người ta đi tu rồi là người ta dứt ba cái đám đó đi để đi. Tại sao mà tu phải cắt ái ly gia? Nó không còn vướng bận những thứ đó. Một số người niệm Phật vãng sanh, người ta không đi đám đi tiệc gì luôn. Cắt hết mọi đám tiệc, để nhà để lo niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà thầy không khuyên như vậy. Quý vị cứ đi đám tiệc bình thường, nhưng mà quý vị đi tới đâu á, quý vị truyền lửa tới đó cho người ta. Mình đến đó mình gặp bà con cô bác, mình khuyên họ niệm Phật, mình đem theo miếng giấy luôn. Mình đem theo miếng giấy luôn, mình ghi cho đó ba câu thôi. Niệm Phật hết bệnh. Mình thấy người nào bệnh mình đưa cái câu đó. Nam Mô A Di Đà Phật hết bệnh. Đưa câu đó. Bắt đầu mình ghi một câu vô là niệm Phật vào những chỗ đau. Thì bắt đầu mình đưa họ cái câu đó và bắt đầu họ đang đau đó. Mình đến mình gặp họ, họ đau, mình nói là niệm Phật vào những chỗ đau, cầu cho oan gia trái chủ nó vãng sanh. Thì bắt đầu như nãy thầy nói đó, đau cái chân, cứ ngồi niệm Phật dò cái chân và cầu cho cái chân nó giảng sanh, cái oan gia trái chủ. Phật tử có nhớ trong cái quyển kinh mà Từ Bi Thủy Xám không? Có cái câu chuyện là ông Ngộ Đạt Quốc Sư, phải không? Ông Ngộ Đạt Quốc Sư, ông đã 10 kiếp tu hành chân chánh rồi, mà cái oan gia trái chủ của 10 kiếp trước, ngài là Triệu Thố, ngài có kết duyên ác với một vị tên là Viên Án. Viên Án đi theo Triệu Thố 10 kiếp tu hành, nó nhập vào trong cái chân của ông, nó trở thành một cái mục ghẻ, cái mặt người, nó đòi ăn thịt uống rượu, nó hành ngài đau đớn
vô cùng luôn. Vì lý do nào? Lý do cái tâm ngài chỉ cần vọng một cái. Ông vua ổng ban cho ngài một cái tòa trầm hương, ngài leo lên cái tòa tầm, ngồi trên cái tòa trầm hương đó, ngài giảng cho hàng vạn người ở dưới nghe. Ngài khởi lên cái tâm là mình là tu đắc đạo rồi. Từ ngay cái chỗ cái tâm mà cái tâm không tốt, cái tâm ngã mạn nó vừa sanh ra là nó tạo ra một cái từ trường đen. Cái oan gia trái chủ của viên án mới nhập vào. Và nó nhập vào ngay chỗ nào? Ngay chỗ cái chân tê. Cái chân lúc đó ngài ngồi thiền, cái đầu gối của ngài nó tê. Mà nó tê là khí nó không có thông. Khí nó không có thông cho nên ngay chỗ đó nó đau. Mà chỗ đó nó đau thì cái phần âm nó mới nhập vào đó được. Bây giờ ai mà thường cảm mà nó đau ngay chỗ cái luân xa bốn này nè. Cái chỗ mà mình dối tay không tới này nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà phần âm nó nhập vào. Cái người nào mà học trường sinh học á, mà có được thầy ban cho cái năng lượng đó đó, người ta vẽ ngay chỗ đó, người ta khóa nó lại, là người ta không cho phần âm vô. Trước khi người ta khóa lại, người ta phải đẩy cái âm khí đó xuống hết rồi, cái người đó không còn đau ngay chỗ đó, thì cái người mà học trường sinh học đó đó, người ta mới vẽ, người ta khóa cái luân xa bốn lại, người ta không cho phần âm nhập vào đó. Xưa thầy cũng có mở luân xa, thầy có làm cái vụ này, nhưng mà sau đó thầy bỏ, thầy không làm nữa. Vì thầy nghĩ là oan gia của ai thì nó theo người đó. Bây giờ mà thầy giúp thầy khóa lại, thầy không nó cho nó theo người đó, nó theo thầy, trời khổ luôn. Không theo người ta, nó theo mình chứ bộ giỡn à. Mình tưởng là mình cứu người ta cái là thôi à. Không phải đâu, mình cứu người ta là mình lấy cái nghiệp của người ta đó. Phật tử có hiểu không? Mình muốn giúp người ta thì cũng phải coi mặt đó nha, chứ không phải ai cũng giúp rồi. Giúp xong rồi mang cái nghiệp của người ta, rồi nó rảnh quá nó đi kiếm nghiệp nữa là đuối luôn á. Cho nên từ đó mà thầy thấy rằng bệnh á, thầy chỉ cho mọi người trị thôi. Nhưng mà trong tương lai thầy ngồi một chỗ, thầy cũng sẽ trị trở lại. Thầy không đi giảng nữa. Lúc nào mà quý vị nghe thầy không còn đi giảng đâu nữa, thầy ở chùa thầy hướng dẫn đạo tràng niệm Phật á, là lúc đó thầy trị bệnh và thầy hướng dẫn mọi người niệm Phật luôn. Từ đó mà trị bệnh về thân, trị bệnh về nghiệp và niệm Phật vãng sanh luôn. Cũng sắp rồi đó. Bây giờ là bắt đầu cho mọi người lập đạo tràng rồi đó. Cũng sắp giải nghệ, không đi giảng nữa rồi đó. Là ở nhà làm ba cái chuyện đó. Ở đâu cũng lợi lạc á. Nhưng mà mình ở nhà thì Phật tử tìm tới mình khỏi tìm tới đây để giảng cho Phật tử nghe. Còn Phật tử không tìm thì mình cũng không, là mình không duyên nợ thì đành chia tay. Đường ai nấy đi. Thế bây giờ mà thầy hướng dẫn về Tây Phương mà quý vị đi về đường khác sao được? Quý vị đọc cái thầy bài kệ pháp cú này. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Những hàng đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng, đừng đắm say thế lợi, hãy tu hạnh ly tham. Cái này là bài kệ pháp cú Đức Phật dạy, là đường này nè đến thế gian nè là luân hồi sanh tử nè, đường này nè đến Niết Bàn nè là con đường giải thoát sanh tử nè. Những người đệ tử Phật phải ý thức là mình đang đi đâu. Đừng đắm sai cái thế lợi, có nghĩa là mình quên nó. Cho nên sáng thầy có 15 phút để hướng dẫn Phật tử niệm Phật. Điều đầu tiên thầy nhắc là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thầy giúp Phật tử niệm Phật để trở về Phật tánh của mình. A-di-đà-phật. 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 Thầy niệm đâu 2-3 phút cái thầy ngưng. Thầy bắt đầu thầy nói nữa. Cái người niệm Phật là phải giác ngộ. Người niệm Phật muốn trở về chân tâm Phật tánh của mình là phải giác ngộ. Ta niệm Phật cho ai? Cho ai quý Phật tử? Cho mình. Mình niệm Phật đúng nhân quả là mình niệm Phật để mình khởi động cho mình một chuỗi giá trị.
mình sống trong cuộc đời phải có giá trị. Mình không có giá trị thì cảnh giới Tây Phương không có giá trị. Mình muốn sanh về một cái cõi nào đó thì đòi hỏi cái chuỗi giá trị mình tạo ra. Có phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sanh ra trong cái cõi Ta Bà này thì cõi này là cõi Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không quý vị? Ngài sanh vào trong cõi Phật của ngài, cho nên ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài có cung vàng điện ngọc, ngài có vợ đẹp con ngoan, ngài có tài đức vẹn toàn, ngài có tất cả mọi thứ, đúng không quý vị? Một tràng pháo tay. Bây giờ mình thiếu thốn đủ thứ, có phải là mình vẫn sống trong cõi Phật nhưng mình ở cái hạng thấp kém không? Ở trong cõi này nè, mình vẫn sống trong cõi Phật đó chứ, nhưng mà mình là cái người thấp kém chứ không phải là cái người cao. Cho nên mình phải niệm Phật đúng nhân quả. Từ chỗ đó mình không có đổ thừa bất cứ ai. Mình niệm Phật là để mình tăng trưởng cái năng lượng hiểu biết, để mà mình làm sao lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người. Từ giá trị vật chất, giá trị tình cảm cho đến giá trị tâm linh. Chứ không có phải là mình chỉ biết niệm Phật, cứ A-di-đà Phật rồi cái thế gian này ai trồng lúa thì trồng, mình cứ lo mình niệm Phật. Vừa niệm Phật vừa trồng lúa, vừa niệm Phật vừa trồng cây, vừa niệm Phật vừa lau nhà, vừa niệm Phật vừa nấu cơm. Chứ không có vụ mà niệm Phật trừ khi những người già. Bây giờ mà thầy mở cái đạo tràng niệm Phật là thầy cho tất cả mọi người niệm. Nhưng mà thầy đều nhắc nhở cái người mà người ta bệnh tật thì người ta không làm được gì hết, thì người ta vô niệm Phật để người ta tích lũy cái phước là được. Còn cái người còn khỏe thì phải nhớ niệm Phật rồi phải tản ra tất cả mọi nơi, làm tất cả mọi việc. Đồng ý không quý vị? Rồi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lớn nữa, A-di-đà-phật. Rồi, thầy cảm ơn quý vị. Cái tiếp nữa thầy nói nữa, mình niệm Phật, mình muốn trở về với chân tâm mình thì mình phải đền bốn ân. Ân của cha mẹ mình chưa đền là mình bất hiếu, mà tâm hiếu là tâm Phật. Mình bất hiếu mình thành Phật được không? Không. Như vậy thì cái người niệm Phật là phải niệm cho cha mẹ mình. Nếu cha mẹ mình còn sống, mình niệm mình cầu cho cha mẹ mình bệnh tật tiêu trừ. Nếu cha mẹ mình chết rồi, mình niệm Phật mình cầu cho cha mẹ mình sanh về tịnh độ. Rồi, vì cha mẹ mà niệm Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử mỗi lần tụng kinh, mỗi lần niệm Phật, quý vị có mục tiêu giùm thầy. Niệm Phật có mục tiêu. Con niệm cho mẹ con, con niệm cho cha con. Vậy thì lúc mình niệm Phật là cái này mình đang báo hiếu. Thay vì bây giờ mình ở nhà mình chăm sóc cho mẹ thì thôi bây giờ mình niệm Phật cho mẹ. Mình ở xa mình không nuôi nấng cho mẹ được, thì thôi bây giờ mình hướng về mẹ, mình niệm Phật cho mẹ. Ai đã từng làm việc này giơ tay lên. Rồi, cho một tràng pháo tay, rất nhiều người làm. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình lại một lại. Hoặc là cứ A-di-đà-phật, 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 cho đến mình lại xong mình lấy lên. Con vì mẹ mà con vừa niệm Phật vừa lại Phật, con sám hối thay cho mẹ. Mẹ con già rồi không lại Phật được, con niệm Phật lại Phật thay cho mẹ. Cha con chết rồi, cha con không có thể niệm Phật lại Phật được, con vì cha mà niệm Phật lại Phật cho cha. Đồng ý không quý vị? A-di-đà-phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy mình đi đứng nằm ngồi mình có dặm các cái côn trùng nó chết không? Vậy thì mình có niệm Phật cho nó không? Như vậy thì mình hãy nghĩ đến tất cả các chúng sinh còn đang đau khổ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Bây giờ mình đi mình dặm nó chết, cái thân mình nó khổng lồ cho nên nó rất là khổ lòng. Mình đi đứng nằm ngồi mình cứ đi, mình cất chân lên là mình A-di-đà-phật. Mà trong nhà Phật mình có một cái bài kệ vậy nè: khi cất chân đi, nguyện cho chúng sinh bị ta dặm nát hình, nguyện ngươi sanh tịnh độ. Nhược cử ư túc,
đương nguyện chúng sinh xuất sanh tử hải cụ chúng thiện pháp. Nghĩa là khi cất chân đi, nguyện cho chúng sinh ra khỏi biển sanh tử. À, vậy thì nếu như mà mình nghĩ rằng cái chúng sinh mà nó chết vì mình mà mình vô tình hay cố ý, bây giờ mình niệm Phật để cầu nguyện cho nó, vậy thì quý vị có oan gia trái chủ không? Quý vị có từng niệm cho oan gia trái chủ của mình không? Cái người nào mà bị mắt mờ thì mình vì mắt mà niệm Phật cho nó. Vì sao vậy? Vì mình đã từng làm mù người khác, vô tình hay cố ý mình đã làm cho người ta không thấy đường. Bây giờ mắt của mình mù là có nguyên nhân. Vô tình hay cố ý mình làm cho người ta điếc, bây giờ mình điếc là có nguyên nhân. Vô tình hay cố ý mình làm cho người ta câm, bây giờ mình ngọng mình câm là có nguyên nhân, chứ không phải cái gì tự nhiên đó. Rồi, quý vị hướng về chân tâm của mình, quý vị phải trải qua những oan gia trái chủ mà quý vị đã gieo, đồng ý với thầy không? Gần đây tôi cũng thấy cái cơ thể tôi Diêm Vương nó cũng gửi thơ lên rồi. Diêm Vương nó gửi thơ lên tôi, nó báo cho tôi biết rằng là tôi đuối rồi đó. Có nhiều lần tôi bị tai biến nhẹ quý vị. Tôi bị tai biến nhẹ nghĩa là tôi đang đi giảng vậy đó, trưa tôi nằm nghỉ chút xíu, cái tôi tiếp tục giảng buổi chiều, cái đi vệ sinh xong nó té cái rật ở trong nhà vệ sinh luôn vậy đó. Và cái ông huynh đệ là ông thầy học chung ở sơ cấp á, ông mới ôm tôi ra, ông để trên cái giường, mà ông ôm tôi ra là tôi biết liền á. Có nghĩa là nó tai biến rất là ngắn thôi, tại vì mình còn trẻ, nhưng mình biết chắc là có rồi đó. Nó gửi thư rồi. Cái mình mới biết là lúc mà tôi mới bị là cái miệng tôi nó có khi nó chảy nước miếng, tôi không biết luôn. Vậy là tôi biết là à, mà đâu phải mình tôi, thầy Phước Tiến cũng bị vậy, thầy Thiện Thận cũng gửi thư luôn rồi, à, quý thầy cũng là đã là nhiều lần là thập tử nhất sinh rồi. Quý thầy giàu rằng hiểu Phật pháp, đi giảng dạy khắp nơi, nhưng mà vẫn được Diêm Vương nó gửi thơ, nó báo trước rồi là lo tu hết trơn. Cho nên bây giờ tôi mới nghĩ là à thôi, tôi định cống hiến cho đến 60 năm, nhưng mà giờ này thấy thôi chắc phải bớt lại. Bớt lại rồi lo niệm Phật với Phật tử. Rồi giờ đi giảng á, thì cũng mong rằng là giảng một ít rồi hướng dẫn Phật tử tu nữa, chứ không có giảng không. Phật tử nghe nhiều rồi nhưng mà tu ít. Rồi như vậy bây giờ rút lại, để quý vị có hỏi gì thì quý vị hỏi nha. Bây giờ thầy rút 5 điều thôi nha, nhấn mạnh vào 5 điều. Điều thứ nhất, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải hiểu rằng Đức Phật chỉ dùng phương tiện độ ta. Còn chúng ta phải là người thật sự hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc là chân tâm của mình để đi về. Đồng ý chưa quý vị? Đồng ý. Việc thứ hai, muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn về được với chân tâm của mình thì mỗi người phải chịu trách nhiệm nghiệp và nhân quả của chính mình, để niệm làm sao tăng trưởng cái nhân lành quả tốt cho mình, để mình đầy đủ hành trang y báo và chánh báo để trở về Tây Phương Cực Lạc của chính mình. Đồng ý không đạo tràng? Đồng ý. Điều thứ ba, đã gieo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp thì phải chấp nhận trả nghiệp và niệm Phật cho cái nghiệp đó. Cho nên đau chỗ nào niệm Phật chỗ đấy, nghiệp quả nó đổ nhiều chừng nào thì phải niệm Phật nhiều chừng nấy. Người niệm Phật là luôn luôn nhắc nhở mình ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải kết giao với đạo tràng, phải kết nhóm với mọi người, phải xin gia nhập với mọi người để mình cùng nhắc nhở niệm Phật. Đồng ý không quý vị? Đồng ý. Điều thứ tư, người niệm Phật là phải biết phóng sanh, phải không? Phải biết làm việc thiện, phải tạo hết mọi nhân duyên. Tôi rất là nghiêng mình ngưỡng mộ tán thán cái miền Nam Việt Nam của chúng ta. Nó có một cái những cái tôn giáo như là Cao Đài, Hòa Hảo, Bủ Sơn Kỳ Hương, những cái tôn giáo dân gian ở miền Nam của mình đó, mà họ tốt dữ lắm luôn. Họ đi làm từ thiện là đi làm là quên mình.
Tịnh độ cư sĩ nữa. Chùa nào cũng có một cái chỗ để hốt thuốc chữa bệnh hết á. Người ta rất là tốt, người ta xả thân luôn á. Người ta đến, người ta công quả, người ta làm, người ta cất nhà, cất cửa giúp mọi người mà ta không ăn luôn á. Trưa ta quay về nhà người ta ăn. Ta tốt dữ lắm luôn. Mà huống chi mình là Phật giáo, mình hiểu rõ nhân quả rồi, thì cho nên mình phải tốt hơn như vậy nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Và nhấn mạnh cái điều cuối cùng nữa là nghiệp là gì? Nghiệp là hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình muốn trở về chân tâm Phật tánh của mình thì mình phải tập, tập mọi hình thức, tập về thân, tập về miệng, tập về ý. Thân niệm Phật, miệng niệm Phật, ý niệm Phật. Mỗi bước đi như vậy, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đứng lên, A-di-đà-phật. Ngồi xuống, A-di-đà-phật. Gặp nhau, chắp tay chào, A-di-đà-phật. Lúc nào mình cũng quân tập cái chủng tử A-di-đà-phật là mình đã nhớ Phật, Phật đã nhớ mình. Được không quý Phật tử? Trước khi dứt lời, thầy cũng một điều mong mỏi là tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết, đúng không quý vị? Cho nên làm sao chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bằng một cái tâm rất là chân thành. Hãy nhìn nhau bằng cặp mắt yêu thương. Dầu rằng cuộc đời ai đúng ai sai, việc đó không quan trọng. Quan trọng ở nơi mình nè. Hãy trao tặng cho mình một cái nhìn yêu thương. Hãy quân tập cho mình một cái lỗ tai nghe đầy những năng lượng chuyển hóa. Để làm sao chúng ta chiết xuất ra được những năng lượng tuyệt vời ở trong cơ thể của mình. Cũng giống như mình nhìn cái gì nó thu vào mình là của báo nó mới vô, thì mới là lưu ly pha lê sa cừ xích châu ở trong này. Mình nghe bất cứ âm thanh gì cũng cần biết, người ta làm gì ta làm kệ ta, nhưng mà mình thu vô là mình thu năng lượng lưu ly pha lê sa cừ xích châu, mà não mình mới thu vô. Còn cái gì mà nó không có tốt đừng có đưa vô trong. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý. Như vậy nhớ với thầy và hứa với thầy luôn là đừng có bao giờ để mình phiền não, làm được không? Cho tràng vỗ tay thật lớn. Thì hôm nay thầy dẫn quý vị về con đường thỉnh kinh, trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Thầy mong rằng quý vị phải thanh lọc thân miệng ý của mình, đúng không? Làm sao để cho mình được an lạc là mình đã trở về Phật tánh của mình. Đó là ốc đảo bình yên, đó là Tây phương của chính mình. Cho nên mình chỉ niệm Phật cho mình thôi. Với người khác thì mình chỉ trợ duyên, chứ mình không có giúp người ta được đâu. Rồi nấu câu cuối cùng nữa mình chia tay. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, A-di-đà-phật.